Mappatisahano Yang kamang karisami kanyanang wa papakang Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp đề sắp ta về ra hòn tu su phi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp già bắt cha hòn tu an kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô ra hòn tu sâm phát tì hi san nít chan tu su khi áp ta năng ta vi ha ran tu đúc kha bắt ta chan nít đúc kha pha giáp bắt ta chan nít pha già sô cát bát ta chan ni sô ca hòn tu sắc đề tỳ pa ni nô nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con lần nữa con kính lễ lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng, các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ đã. Đã đến giờ được xin tất cả quý vị trong đạo tràng cùng với Hồng Mai tắt bạch để xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư trước sẽ thay mặt chư tăng để truyền trao tam quy và ngũ giới hàng Phật tử chúng con. Ukasamayang phàn tê vi sum ra khanat thayatisaranena Saha pañca sila niya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm ti ma dằng phàn tê vi sum ra khanat thayatisaranena Saha pañca sila niya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dầm phàm tê vi sum ra khanat thayati sa na saha pañca sila niya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con, xin kính dâng đức đến Ngài. Nam mô Bụt Hài Dạ, Nam mô Tham Mài Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào sư không mai, sư không nhật, huynh làm gì đây, huynh sang sư mê ta, sư kim nhung, sư hạnh kiếm, sư thi lâm và sư tâm hạnh. Quý vị nghe âm thanh rõ ha, sa thú sa thú. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Buddhang sa nang gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Phật.
đầm mong sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý y pháp rằng các sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng đệ tử yam bi bồ tát sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý phật lần thứ nhì đệ tử yam bi nhắm mong sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì đệ tử yam bi sanh tham sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì ta ti yam bi bồ tát sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý phật lần thứ ba ta ti yam bi đắm mong sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba ta ti yam bi sanh thắng sợ năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba Phật thân sa năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Phật tham mang sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý pháp sanh khăn sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng đu ti dầm pi bút thằng sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý phật lần thứ nhì đu ti dầm pi tham mang sa năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì đu ti dầm ti sanh khăn sa năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì ta ti dầm ti bút thằng sa năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy phật lần thứ ba ta ti dầm ti thầm măng sa năng gạt cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta ti dầm ti sanh khăn sa năng gạch cha ni con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba ti sa ra na ca năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu à ma phàm tê dạ chúng con xin vâng ba na chi ba ta về là mình đi sẽ khó với năng samadhi dạ mi con xin quên những điều học là quy tánh xa sự sát sanh A đinh la đa na về ra mặt đi sẽ khó năng samadhi dạ mi con xin điều học là quy tánh xa sư trồn cốc cà mê su mi cha cha ra về ra mặt đi sẽ khó năng samadhi dạ mi con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa sư tà hạnh mụ sa hoa đa về ra mạnh đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi còn xem qua như điều học là quy tánh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma đa tha na về ra mạnh đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa khi dễ uống rượu và các chất say panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng gửi điều học là quy tánh xa sự sát sanh adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp Kame Sumicchacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh Musawada
Về Ramani Sikha Padang Sama Diyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Nerayamat Chappama Dathana. Về Ramani Sikha Padang Sama Diyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani ban cha se ka ba dha ni sa thu kang ka toa nga pa ma de na ni cha ka lang samar ki ta bang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quyên giữ hành theo cho được trong sạch định có dễ vui. A ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na sô vê tín doan tị, sì lê na phô ca sâm bát đài, sì lê na nê phô tín doan tị tà sâm mai, sì lăng vị số thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát trong niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch định để lầm nhớ. Xa thú lành thay. Dạ con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp đây con xin đọc phần sám hối Phật pháp và tăng bảo. Uttamam gena vandeham padatam samvaruttamam Buddhe yokalito doso buddho kamatu tăng ma năng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamam gena vandeham dhammam caduvi thang varang thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô khá mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamam gena vandeham sankhaṃ ca duvithottamam sang khe yo kali to do so sang kho kama tu tăng ma năng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mít đến cho sư trí đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Phật sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa buddha ayinu pawe nasada soti phuvantu te phuvatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa thamma nupada soti phuvantu te phuvatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa sangha ayinu pawe nasada soti Phật hoành tụ tên tất cả anh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Te tha la tha su ta vru na ha vô ta sa sa ne a ru ga su ta ho ta sa sa bê thị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thú lành thay. Dạ tiếp đây con xin hồi hướng phước đến chư thiên. Akasattha ca sát tha cha phum ma tha đê wa na ga ma hi thi ca
Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu sasanang akasattha yapumattha devanaga mahetika. Punyang no anumodan tu jirang rakhan tu no garu akasattha yapumattha devanaga mahetika. Punyang no anumodan tu jirang rakham tu nyatayo akasattha ca phummattha devanaga mahittika. Punyang no anumodan tu jirang rakham tu panino akasattha ca phummattha devanaga mahittika. Punyang no anumodan tu jirang dakhan tu no sada yang kinh chi kusala kammang kattabang kiriyang mamakaye na vaja manasa vidase sugatang katang ye satta sanyino athi ye cha satta asanyino katam punya phalang mai hằng sắp đề pha di pha văn tu tề dễ tăng ca tăng suy đi tăng điện năng vun nhã pha lăng ma ya dễ cha la tất thân a cha nam ti đề hoa gan toa ni huệ đa dim sắp đề lô cam hi dễ sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca manun nhang phô cha năng sắp đề la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà tí năng hồ tú xuất khí ta hồn chủ nhà ta dơ. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô buồn nhằn à sa quá tha già quá hằng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mê vùn nhằn nhất bà nát xá bách cha dừa hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đến đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy và ngũ giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư, đến sư Đức Thịnh và quý cô tu và quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong ngân Phật giáo Nam Truyền. Mong rằng phần phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Có những phước báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì quy giới và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của cô. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch Covid này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư trí đức đã thay mặt chư công đức tăng truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh
và cùng với Hồng Mai để vái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mong chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, thời nghi thức tụng kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới đã hoàn mãn. Bây giờ là 4:30. Dạ, con kính dâng nhất đến sư trí đức lễ sư điều phối chương trình và kính chúc lớp học được an vui tấn hóa trong giáo pháp của đức từ phụ vô tá má. Dạ, con kính thỉnh ngài trí đức. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sằng Khai. Chư tăng, trước tiên kính lễ chư tôn, thiện đức tăng, xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 107, xin tán thán công đức của Sích Mích Ta, Sích Kim Nhung, Sư Hồng Mai, Sư Tina, Sư Cai, Sư Chiếc Lá Mùa Xuân. Quý vị đã hỗ trợ tinh tài và chúng tôi đã nhận được. Xin tán thán công đức của quý vị và chúc quý vị luôn được an vui. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 107, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thô ma he si a răng ta tha ga tô lô cú ta mô sa pa ga ru hi che ta cô lô ca sa sa tha sa na đầm ma cô quy đồ quan đà ma hành tăng na ra pu cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ ya ta sa sa tu nô lô ca na man tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu bu thập bát đi phù ti san nhã tu văn đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với nhân vàng như lai soi sáng vẹt mạng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dòng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô với xuất thô chú đất ta xa xa quá cô xét thà chú cà mù quá đất thầm mắt xét khá cô niên đà bất sân xà đi hà nà đá rù quá rù quần đà mắt hành tầng đá ra phù. Chánh này giác cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Đất tà nát tê gia tê chê nà sê kha mê ê tu quá thá năng tá xà vi a nú phà quê nà sá hát xà dê nà sê chà tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 107. Câu đầu tiên, yo cha wa sa sa tăng chan tu, yo cha wa sa sa tăng quan tu, yo cha wa sa sa tăng chan tu. Bây giờ câu số 2, ác gin pari cha re wa ne, ác gin pari cha re quá nề, ác gìn ba ri cha rề quá nề. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha.
Yo cha wa sa sa tang chan tu ak rin pari cha re ne. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak rin pari cha re wa ne. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak rin pari cha re wa ne. Bây giờ câu 3, câu 4 ha. Ê cành cha phà quy tắc tà năng. Ê cành cha phà quy tắc tà năng. Ê cành cha phà quy tắc tà năng. Câu 4. Mô hốt tà mạ bí bù chá dê. Mô hốt tà mạ bí bù chá dê. Mô hốt tâm ma bi bù chắc về. Rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Ê căn chắc phà quy tắc tà năng. Mô hốt tâm ma bi bù chắc về. Ê căn chắc phà quy tắc tà năng. Mô hốt tâm ma bi bù chắc về. Ê cành cha phà quy tắc tà năng. Mô hốt tâm ma bi bù cha về. Rồi bây giờ câu 5, câu 6 ha. Sa về quá bù cha na say yo. Sa về quá bù cha na say yo. Sa về quá bù cha na say yo. Và câu cuối cùng. Danh chê quá xa xa tăng hú tăng. Danh chê quá xa xa tăng hú tăng. Danh chê quá xa xa tăng hú tăng. Câu 5, câu 6. Sa ye wa pu cha na say yo. Danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Sa ye wa pu cha na say yo. Danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Sa ye wa pu cha na say yo. Danh chê quá sa sa tăng hú tăng. Bây giờ chúng ta ôn lại. Wow, sao đưa lên lần hai câu dữ vậy? Hôm nay bộ giàu quá ha. Đưa lần câu thôi, đưa lên lần hai câu là rối đội hình ha. Rồi quý vị càng chút copy lại. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại ha. Một bài sáu câu. Chúng ta chia ra đọc một lần hai câu cho nó khỏe ha. Giống như bài trước đọc lần hai câu như vậy thì âm giọng của chúng ta sẽ mạnh hơn. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ác kinh paricha re wa ne. E can cha pha vi ta ta năng mô hôn tâm ma pi pu cha ye. Sa ye wa pu cha na say yo. Yan je wa sa sa tang hu tang. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak kinh pari cha le wa ne. E can cha pha vi ta ta năng mô hôn tâm ma pi pu cha ye. Sa ye wa pu cha na say yo. Yan je wa sa sa tang hu tang. Chúng ta chia ba đoạn mà giọng đọc của chúng ta sẽ ổn định ha. Quý vị thấy dễ chẳng có khó, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak kinh pa ri cha re wa ne. E kan cha pa vi ta ta nang mo hon tam ma pi pu cha ye.
sa ye wa pu cha na sa yo yan ye wa sa sa tăng hu tăng. Và trong dòng kệ thì chúng ta cũng đọc một lần hai câu ha, để nương với nhau. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ang gin ba ri cha re wa ne ê canh cha pha vi ta ta nang mu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yong yen che wa sa sa tang huang yo cha wa sa sa tang chan tu ang gin ba ri cha re wa ne ê canh cha pha vi ta ta nang mu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yen che wa sa sa tăng hu tăng. Dầu trải 100 năm thời lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Rồi sa thú hôm nay sao nhiều vậy? Xích mấy ta này, xích kim nhung, xích hồng mai, còn một xích hồng mai dưới sơ cua nữa, tới hai vị luôn. Rồi xin mời nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 107 ạ. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin ba ri cha re wa ne e kan cha pha vi ta ta nang mu ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che wa sa sa tang hu tang. Dạ, con xin phân tích. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn, tú đoạn âm, ắc trường âm nhấn, ginh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rí chá ba đoạn âm, rê trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Vô cha quát sa sa tăng chanh tu ác gình ba ri cha rê qua nê. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, kênh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá má bí ba đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Ê cần cha phà vi tát ta năng mu hút ta ma bí bu cha dê. Dạ, và câu 5 và câu 6. Sa dê là hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, bu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa ye wa bu cha na say yo yen che wa sa sa tang hu tang.
Dạ, con xin đọc lại cả bài. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ác kinh bà ri cha rê wa nê ê cần cha phà vi tát ta năng mô hốt ta ma bi bồ cha dê sa dê wa bù cha na say yo dân chê wa sa sa tăng hu tăng Yo cha wa sa sa tăng chan tu ác kinh bà ri cha rê qua nê ê cần cha phà vi tát ta năng mô ta ma bi bồ cha dê sa dê qua bù cha na say yo dành chê qua sa sa tăng hô tăng dầu trải qua 100 năm thợ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Vô cha quát xa xa tăng chanh tu ác ginh ba ri cha rê hoa này ê cẩn cha pha quỳ tát ta năng mô hốt ta ma bì bô cha dê xà dê hoa bô cha na say yô dân chê hoa quách xa xà tăng hô tăng. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ con kính mời vị kế tiếp, chắc là cô Kim. Dạ, con mình kính mời cô Kim. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con cũng bận nữa, nhưng mà con đem máy theo con trả bài. Xong rồi con phải đi công chuyện nữa. Nếu mà con về sớm thì con vô con nghe sư kể tích sự. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 107. Vô chá quát sa sa tăng chanh tu ác gìn pha ri chá rê qua nề ê khanh chá phà quy tắc tà năng mu hút ta ma phi phù chá dê sa dê qua phù chá nà say vô dành chê quát sa sa tăng hú tăng. Vô Yo cha wat sa sa tang chan tu ak gin paricare wa ne e kan cha pa quy tắc ta năng mu hút ta ma phi phù cha về xa về qua phù cha na say vô dành chề qua sa sa tăng khu tăng. Con sẽ phân tích bài này chia làm hai phần, câu 1, câu 2, câu 3, rồi câu 4, câu 5, câu 6 sau. Xin phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, wash trường âm nhắn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhắn, tú đoạn âm. Câu số 2, ắc trường âm nhắn, ginh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rí chá ba đoạn âm, rê trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Câu số 3, ê trường âm thông thường, canh trường âm nhắn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tắc trường âm nhắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc đọc câu đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak gin pari cha re wa ne e kan cha pha quy tắc ta năng mu hút ta ma phi phù cha về xa về qua phù cha na say yo dành chề quát sa sa tăng hú tăng. Phân tích câu số 4, mú đoạn âm, hút trường âm nhắn, tá má tí ba đoạn âm,
pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Cầu trường âm chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường. Cầu cúng cùi hai câu cuối cùng. Danh trường âm ngắn, chê trường âm thông thường. Quát trường âm ngắn, xá xá hai đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Mu hút ta ma phi phù cha về xà về quá phù cha na xây vô dành chề quá xa xa tầng hú tầng. Vô cha quá xa xa tầng chành tu ắc gìn pa ri cha rề quá nệ e cành cha phà quý tắc tà năng. Mu hút ta ma phi phù cha về xà về quá phù cha na xây vô dành chề quá xa xa tầng hú tầng. Trời, nghe âm thanh xe mô tô cầu chạy ùm xè, không đóng cửa, mở cửa lùm. Ở chỗ Bắc Kinh mà, đâu phải ở trong nhà. Vô cha quát xa xa tăng chành tu ắc gìn pa ri cha rề quá nề e cành chấp hà quy tắc tà nằng mu hút ta ma phi phù cha về xa về quá phù cha nà xây vô dành chề quát xa xa tăng hú tăng. Vô cha quát xa xa tăng chánh tu ác gìn pa ri cha rê quá nê e canh cha pa quy tắc ta năng mù hục ta ma thi pu cha dê xa dê quá phu cha na say vô dành chê quát xa xa tăng hú tăng. Vô cha quá xa xa tăng chánh tu ắc gìn pa ri cha rê quá nê e canh cha pa quy tắc ta năng mù hục ta ma pi pu cha dê xa dê quá phu cha na say vô dành chê quá xa xa tăng hú tăng. Dầu cháy 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 107. Coi về ta, trời ơi, nghe bốn trời sai rồi nữa, ai chết chóc cái nhà dưới đây nữa. Quý sư với quý vị có thấy con đọc sai gì không cho con biết. Con sống này con lóc ao ra, con đi làm công chuyện rồi con sẽ cố gắng vô học được tới đâu hay tới đó. Và con cảm ơn quý vị Hồng Mai, Hồng Thị Kim Nhung, cô Mít Tà cho bông hoa vỗ tay, vỗ chân tùm lum tùm la hết. Ồn ào quá mà đi ồn ào quá. Thôi con xin chúc quý vị một buổi chiều ăn vui. Bye. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Tri Đức. Con kính đảnh lễ quý sư của anh trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 107 ạ. Yo cha wa sa sa tang chan tu ác gình ba ri cha re wa ne e canh cha pha vi ta ta năng mu hút ta ma bi cha sa ye wa bu cha na say yo danh che wa sa sa tang hú tang. Yo cha wa sa sa tang chan tu ác gình ba ri cha re wa ne ê cành cha phà quy ta ta năng mu hút ta ma bi vù cha dê xa dê quá bù cha na xây vô danh chê quá xa xa tăng hú tăng. Dầu trải 100 năm thở lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm.
Was là trường âm nhấn, xá, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, ginh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, rí là bát âm, rê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Yo cha wa sa sa tang chan tu a ring ba ri cha re wa ne. Đây là thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, là trường năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mú là đoạn âm, tá má là hai đoạn âm, bí đoạn âm, bu là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Ê cành cha phà quy ta tà năng mu hút ta ma bi bù cha dê. Sa, dê là hai trường âm thông thường, âm, bu là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, was là trường âm nhấn, xá xá là ham là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá chê u na say vô danh chê quá xa xa tăng hú tăng. Yo wa tang chan tu a ging ba ri cha ra ne kanh cha pha vi ta ta nang mu hu ta mi bu de sa ta u na say yo yang che wa sa sa tang mu tang kệ. Yo cha wa sa sa tang chan tu a kinh ba ri thì cha qua nè e kinh cha pha vì ta ta na mu a bi bu cha jem sa je wa bu cha na say yo yang che sa tăng hu tăng. Yo cha wa sa sa tang chan tu a kinh ba ri cha re wa ne e kinh cha pha vi ta ta nang mu ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yang che wa sa tu tang. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt tế tự, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo tràng, thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 107. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak kinh paricha re wa ne e kanh cha pha quy tát ta năng mu hút ta ma pi phu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yang che wa sa sa tăng hu tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, chá đoạn âm, wa trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chăn trường âm nhấn, tú đoạn âm, ắc trường âm nhấn, ginh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, rí, chá, ba đoạn âm, rê, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, nê, trường âm thông thường, yô, cha, quát,
sa sa tăng chăn tu ác kinh paricha re quát nê. Con xin thích câu 3, câu 4. Ê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú đoạn âm, vuốt trường âm nhấn, tá má tí ba đoạn âm, pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ê canh cha pha quy tát ta năng mú hút tam api phù chát dê. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Sa dê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quát trường nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa dê quát hù cha na xây vô danh chê quát sa sa tăng hú tăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 107. Vô cha quát sa sa tăng chăn tu ác kinh pari chắc rê quá nê. Ê canh cha pha huy tát ta năng mô hút ta ma pi phù chắc dê. Sa dê quá phù cha na xây vô danh chê quát sa sa tăng hút tăng. Vô cha quát sa sa tăng chăn tu ác kinh pati chak re he wa ne e kanh cha pha ha wi ta ta nang mu hu ta ma ha pi pu hu cha ye sa ye wa pu hu cha na se yo yang che wa sa ha sa tang hu tang. Lâu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ sư đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 107. Cảm ơn Thịnh Vũ đã cho biết tín hiệu âm thanh nhỏ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin pa ri cha re wa ne e kan cha fa wi ta ta nang mu hut ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tang mu tang. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin pa ri cha re wa ne e kan cha fa wi ta ta năng mu hút ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo là trường âm thông thường, chá đoạn âm, was trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm, trường âm nhấn, gin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá rí chá ba đoạn âm, rê trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ác gin pá rí chá rê wa nê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê là trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, pha trường âm thông thường, quý trường đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá
má, ví ta đoạn âm, pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, dê trường âm thông thường, ê canh chá phà huy tách, ta năng mô hút ta má pi pu chá dê. Xin phân tích câu 5 và câu 6. Sa, dê, hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, pu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, was trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa ye wa pu cha na say yo danh chê wa sa sa tăng hú tăng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp kinh pháp cú 107. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ak gim pa ri cha re wa ne e canh cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo danh chê wa sa sa tăng hú tăng. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ak gin pa ri cha re wa ne e canh cha pha vi ta ta năng mu hu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo danh che wa sa sa tăng hu tăng. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Yo cha wa sa sa tam chan tu ak ging pa ri cha re wa ne e kang cha pha ta mu hu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yen che wa sa sa tăng hu tăng. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ak gin pa ri cha re wa ne e canh cha pha vi tan ta năng mu hu ta ma pi pu cha ye sa ye qua pu cha na say yo yang che wa sa sa tăng hu tăng. Để con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Và một lần nữa cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin lãnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 107 ngày hôm nay ạ. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak gin pa ri cha re wa ne e kan cha pha quy tat ta năng mu hút ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che wat sa sa tang hu tang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak gin pa ri cha re wa ne. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, gin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, rí, chá là ba đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Là câu số 3 và câu số 4. E canh cha pha quy tát ta năng mu hút ta ma bi bù cha dê. E là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha
là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá, má, bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dê là trường âm đọc là trường âm thông thường. Ê canh chá pha quý tát ta năng mú hút ta ma bi bù chá dê. Và câu số 5 và câu số 6. Sa dê quá bù chá na say yô danh chê quát sa sa tăng hú tăng. Sa dê là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Bu là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm. Na là trường âm thông thường. Say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, was là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa dê quá bù chá na say yô danh chê quát xá xá tăng hú tăng. Dạ con xin đọc lại hết nguyên bài ạ. À. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak gin bari cha re wa ne e kan cha fa wi ta ta nang mu hut ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che wat sa sa tang hu tang. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự, là bản dịch Việt của Hòa thượng Thích Minh Châu. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin pa ri cha re wa ne e kan cha fa wi ta ta nang mu hu ta ma bi bu cha ye sa ye wa sa cha na say yo yan che wa sa sa tang hu tang. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin ba ri cha re wa ne e kan cha fa wi ta ta nang mu hu ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che wa sa sa tang hu tang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời về kế tiếp ạ. Con kính đảnh đại ba ngôi tam bảo, con kính đảnh đại quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 107. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak gin paricare wa ne e kan cha fa wi tat ta nang mu hu ta ma phi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che quát sa sa tăng hú tăng yo cha quát sa sa tăng chan tu ác kinh paricha re wa ne e can cha pha vi tát ta năng mu hu ta ma phi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che quát sa sa tăng hú tăng. Con phân tích câu 1 và 2. Yo cha quát sa sa tăng chan tu ác kin paricha re wa ne yo trường âm thông thường, chá đoạn âm, was trường âm nhẫn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan trường âm nhẫn, tú đoạn âm, ác trường âm nhẫn, kin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá lý chá ba đoạn âm, re trường âm thông thường, quá đoạn âm, ne trường âm thông thường. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak kin paricha re wa ne. Câu 2, câu 3 và câu 4. E kan cha pha vi tat
ta năng mu hướng ta ma phi bù cha dê. Ê trường âm thông thường canh trường âm nhẫn chá đoạn âm pha trường âm thông thường quý đoạn âm tác trường âm nhẫn ta trường âm thông thường năng trường âm động theo giọng âm mướn đoạn âm quýt trường âm nhẫn tá má tí ba đoạn âm phu trường âm thông thường chá đoạn âm dê trường âm thông thường ê canh chá và quý tát tạ năng mũ hướng ta ma phi bù cha dê câu năm và câu sáu sa dê quá bù cha na sậy vô nhận chê quá sa sa tặng hú tặng sa dê hai trường âm thông thường quả đoạn âm bù trường âm thông thường chá đoạn âm na trường âm thông thường say trường âm nhẫn vô trường âm thông thường danh trường âm nhẫn chê trường âm thông thường was trường âm nhẫn xá xá hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm hướng đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm dành chê was xá xá xin lỗi xa dê quá bù cha na say vô dành chê quán xá xá tăng hú tăng vô cha quán sa sa tăng chẳng tu ác gìn pha rít cha rê quá nề ê cạnh cha phà quý tát tạ năng mu hôn tam âm phi bù cha dê sa dê quá bù cha na say vô nhận chê quán sa sa tăng hú tăng dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trọng dây lá cũng dường vật tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết kệ. Nhớ cha quan xa xa tăng chân từ hàng nghìn Paris cha rê hoa nề ê khăn cha phơ vì tan ta nằm mù hồn ta má bị phu cha dê sa ye wa pu cha na say yo nhận che quan sa sa tăng hư tăng. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Cảm ơn Tina. Dạ con Tâm Phương, con định lễ ba ngôi tam bảo. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sangha, dạ con định lễ à, ngài Trí Đức. Dạ con định lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 107. Yo cha wat sa sa tang chan tu at gim pa ri cha re wa ne e kan cha pha wi ta ta nang mu hu ta ma pi pu cha ye cha ye wa pu cha na say yo chan che wat sa sa tang hu tang. Dạ con xin phân trích câu 1 và câu 2. Vô cha quát sa sa tăng chành tú. Chữ vô là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ quát là trường âm nhắn, chữ xá là đoạn âm, xá là đoạn âm. À, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chanh là trường âm nhắn, chữ tú là đoạn âm. Gìm paricha rè quá nề. Và câu thứ hai, chữ ách là trường âm nhắn, chữ gìm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ phá là đoạn âm, chữ quý rí là đoạn âm, chữ chá là đoạn âm, chữ rê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ nê là trường âm thông thường. Và câu ba, e can cha pha quý ta ta năng. E là trường âm thông thường, chữ khanh là trường âm nhắn, chữ chá là đoạn âm, chữ pha là trường âm thông thường, chữ quý là đoạn âm, chữ tát là trường âm nhắn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ năm là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Và câu 4,
Muhittama pi phù cha về. Chữ mú là đoạn âm, chữ khút là trường âm nhắn, chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ phí đoạn âm, chữ phu là trường âm thông thường, chữ chá là đoạn âm, chữ dê là trường âm thông thường. Và đến câu 5. Câu 5 là con xin các con xin cái máu đậu cho con. Một cửa giờ trời trời trời. Xin chào. Ok ca. Oh, I'm sorry. Yeah. Mau bước vô cho mọi người học kinh cho mọi người lấy lại như mọi thứ không. Hey, bước vô. Ok, thank you so much. Thank you. Bye bye. Dạ, đi học về á, đi học về là mà cô giáo đưa đi nhà. Dạ con xin sám hối ạ. Dạ con xin đọc câu 5 và câu 6. Dạ câu 5 và câu 6. Sa ye wa phu cha na say yo. Dạ chữ sa là trường âm thông thường, chữ ye là trường âm thông thường. Chữ quá là đoạn âm. Chữ phu là trường âm thông thường, chữ chá, chữ giá là trường âm nhắn. Chữ giá là trường. Để con coi lại. Con xin sám hối như này chị. Chữ sa là trường âm thông thường, chữ dê là trường âm thông thường, chữ quá là đoạn âm, chữ phu là trường âm thông thường, chữ chá là trường âm nhắn, chữ na là trường âm thông thường, dạ. Chữ say là trường âm nhắn, chữ vô là trường âm thông thường. Thật sự là bị phân tán. Dạ, đến chữ danh chê quát xa xa tầng hú tầng. Chữ danh là trường âm nhắn, chữ chê là trường âm thông thường, chữ quát là trường âm nhắn, chữ xá là đoạn âm, chữ xá là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đặt cái giọng nguyên âm. Và chữ hú là đoạn âm, chữ tăng là trường âm đặt cái giọng nguyên âm. Không biết có bị sai không mà đang nếu để bà ngoại đang học đó thì bà ngoại động một chiếc này đi đi con tới đây con đi. Dạ thôi để con xin đọc một lần nữa rồi con đọc kệ đi. Vô cha quát sa sa tăng chân tu ắt ghim pari cha rề quá nề e cần cha phà quy tát tà năng mu hút ta mà pi phù cha về xà về quá phù cha nà xài vô chành chề quát xa xa tầng phú tầng. Dạ con xin đi con xin đọc kệ. Vô cha quát xa xa tầng chành tu ad ghim ba ri cha ri quá nề e căn cha pha quy tát ta năng Bhutama vipu cha ye sa ye pa pu cha na say yo chân che quan cha sa tăng hu tăng yo cha quan sa tăng chân tu at gim ba ri cha ve wa ne e kan cha pa wi tan ta nang bu hu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo chan che wan cha sa tang hu tang. Dạ, giàu trải 100 năm
Dầu trải một tâm năm, thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng một giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Dạ con có chỗ nào sai thì con bạch ngài chị cha là đoạn âm. Cảm ơn Nhạc Huỳnh. Dạ con đúng là chị cha đoạn âm đó, chị cha đoạn âm, nhưng mà chắc là cũng bị phân phân tán cái đầu đây. Dạ thôi con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp đi. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Từ phúc hạnh do thấy hạnh kiểm giơ tay cho nên phúc hạnh để hạnh kiểm đầu. Hoàn cảnh hạnh kiểm bị rút mít, rớt mít. Dạ con xin đọc câu pháp cú 107 ạ. Vô chấp vát sa sa tăng chan tu ác kin ba ri cha re va ne e can cha pha vi tát ta năng mu hu ta ma bi bù cha ye sa sa ye va bù cha na say yo yan che vát sa sa tăng hu tăng Yo cha vát sa sa tăng chan tu ác kin ba ri cha re va ne. Dạ, câu số 1 và câu số 2 con phân tích ạ. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm. Câu số 2. Ác kin ba ri cha re va ne. Ác là trường âm nhấn, kinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, rí, chá là ba đoạn âm. Rê là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Nê là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Ê can chá phà quý tát tà năng mú hút tám má bí bù chá dê. Ê là trường âm thông thường. Can là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, vi là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá, má, bí là ba đoạn âm. U là trường âm thông thường, ché là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Câu số 5 và câu số 6. Sa dê quá bù chá na say yô dàn chê quát sa sa tăng hú tăng. Sa là trường, sa dê là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, ché là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quát là đoạn âm, xá xá là quát là trường âm nhấn, con xin sám hối. Xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, hú là tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yo cha quát sa sa tăng chan tu ác gìn ba ri cha rê quá nề e can cha pha vi tát ta năng mu hút ta ma bi bù cha dê sa dê quá bù cha na say yo dàn chê quát sa sa tăng hú tăng.
Yo chavat sa sa tang chan tu agin bari cha re wa ne e can cha pha vi ta ta nang mu ho tam a bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che vat sa sa tang hu tang dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yo cha wa sa sa tang chan tu a kin bari cha re wa ne e kan cha pha vi ta ta nang mu ho ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na sa yo yan che wa sa sa tăng hu tăng. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, Sức Thành Kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sức Thành Kiểm ơi, dạ, Thiện Vũ cảm ơn. Thành Kiểm âm thanh Nhật Quỳnh, dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà, cảm ơn Sức Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, nếu Thành Kiểm nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, Thành Kiểm sẽ manh thoát và trở lại cái đích khác phải không? Rồi, mời Thành Kiểm cầm mic nha. Dạ, để con tắt cái này nha. Dạ, con kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 107. Yo cha quát sa sa tăng chan tu a yin pa di cha de wa ne e can cha pha vi ta ta nang mu ho ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na sa yo yan che wa wat sa sa tang hu tang yo cha wat sa sa tang chan tu a gin pa di cha de wa ne e can cha pha vi ta ta nang mu ho ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na sa yo yan che wat sa sa tăng hu tăng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm, ắc trường âm nhấn, ginh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá trí chá ba đoạn âm, rê trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê trường âm thông thường. Dù cha quát xa xa tặng tràn tu ác ghiền ba đi cha đề qua nề. Dạ con xin phân tích câu 3, câu 4. Ê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, hoa trường âm thông thường, quý đoạn âm, táp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
mú đoạn âm hút trường âm nhấn tá má bí ba đoạn âm bu trường âm đọc theo dọc bu trường âm thông thường chá đoạn âm dê trường âm thông thường ê can chắc hòa quy tắc tà năng mô hốt ta ma bi bù chắc dê. Dạ con xin đọc phân tích tiếp câu 3 câu 4 câu 1 3 câu 4 câu 2 câu 3 câu 3 câu 4 câu 5 câu 6 xa dê hai trường âm thông thường quá đoạn âm bu trường âm thông thường chá đoạn âm na trường âm thông thường say trường âm nhấn vô trường âm thông thường danh trường âm nhấn chê trường âm thông thường quát trường âm nhấn xá xá hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm hú đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xa về quá bù chá na xây vô danh chê quát xá xá tăng hú tăng. Dạ con đọc lại bài. Vô cha quát xa xa tặng chàn tu ác viên ba đi cha đề qua nề ê càn cha phà quy tát tà năng mô hốt ta ma bi bù cha dê xa dê quá bù cha na xây vô danh chê quát xa xa tặng hú tặng. Con đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường vật tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Và con xin kệ vô cha quan xa xa tăng chan tu an yên ba đi cha rê qua nề ê can sa pha vi ta ta năng mô hô ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yan che wan sa sa tăng hô tăng. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô con nữ quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng và xin mời vị tiếp theo. Dạ con xin đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn sức hành kiểm. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiện Vũ Xích Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tự Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tuệ duyên cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con thấy Đại Đức Tự Đức mới vào đạo tràng. Có lẽ là sư chưa ông ngoại. Dạ bây giờ sư có trước máy không bạch sư? Nếu sư có trước máy con cùng thỉnh sư ông bài bạch sư. Dạ cô tu nữ tự duyên mới vào hay là rất mít ra vào lại. Nếu cô mới ra vào thì Nhật Quỳnh cũng kính mời cô ông bài ạ. Cô tu nữ tự duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cô có ông bài không ạ? Vậy là cô tu nữ tự duyên chắc không nghe được rồi. Dạ vậy con xin phép được trả bài câu Pháp Cú Kinh 107 ạ. Trong khi chờ đợi bàn tay của Đại Đức Tệ Đức cũng như cô tu nữ Tệ Duyên và đạo tràng. Vì nào chưa có trả bài thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay ạ. Vô cha quá sa sa tăng chan tu át kinh ba đi cha rề qua nề ê canh cha pha vi ta tà năng mu hút ta ma bi bù cha về xa về quá bù cha na xây vô dành chê quá sát sát tăng hù tăng vô cha quá sát sát tăng chan tu át gìn ba ri cha rề quá nề ê canh cha pha vi ta tà năng mu hút
tâm a bi bù cha về xà về qua bù cha nà xây dơ dành chề qua sa sa tăng hu tăng. Dạ con xin phân kịch ba câu ạ, câu một, câu hai, câu ba. Vô trường âm thông thường chá đoạn âm, quát trường âm nhấn xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm lọc theo giọng nguyên âm, chanh trường âm nhấn tú đoạn âm, át trường âm nhấn ghiên trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rí chá ba đoạn âm, rê trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê trường âm thông thường, ê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn đoạn âm, hoa trường âm thông thường, quý đoạn âm, tát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dô cha qua sa sa tăng chan tu át ghiền va di cha rê qua nê ệ canh cha pha vi ta ta năng. Con xin phân tích câu 4, câu 5 và câu 6. Mú đoạn âm, hút trường âm nhấn, tá má bí ba đoạn âm, bưu trường âm thông thường, xá đoạn âm, dê trường âm thông thường, xa dê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, bưu trường âm thông thường, chá đoạn âm, na trường âm thông thường, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, quát đoạn âm, dạ con sai rồi, quát trường âm nhấn, xá tá xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bù hút tâm mắt biết bù cha về xà về qua bù cha na xảy vô dành chề qua sa sa tăng hụ tăng. Vô cha qua sa sa tăng chành tư át kinh ba đi cha rề qua nề ê cành cha pha vi ta tà năng. Bù hút tâm mắt biết bù cha về xà về qua bù cha na xảy vô dành chề qua sa sa tăng hụ tăng. Dầu trải một trăm năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vị tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cũng thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ lỗi cho con sửa. Và con xin phép được kệ. Dạ, đại đức tỷ đức và cô tu nữ tỷ duyên có trở lại đạo tràng chưa? Cho những con xin một tín hiệu ạ. Dù chả qua xa xà tặng chanh tu át ghiên ba ri chà rễ qua nê ê cảnh cha pha vì ta ta nắng ngủ hốt ta ma bị bù cha về xà dễ qua bu chà nã say vô dạnh chê qua xa xà tặng hưu tăng. Cảm ơn Quang Thanh. Quang Thanh ông bài chưa? Quang Thanh ơi, vô cha qua xa xà tặng chanh tu át ghiên ba ri chà rễ qua nê ê cảnh cha pha vì tạt ta nắng mũ hốt ta ma bì bù cha về xà dễ qua bu chà nã say vô dạnh chê qua xa xà tặng hưu tăng. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Quan Thanh có ôn bài không? Cô tu nữ tự duyên có ôn bài không? Cho nhục bình biết được tín hiệu. Và còn vị nào chưa ôn bài không? Dạ vị nào chưa ôn bài thì kính mời bằng tay. Dạ mời cô tu nữ tại duyên ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh, Thiện Vũ đã cho biết nghe rõ, Quang Thanh đã cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh. Và bây giờ thì Duyên xin phân tích câu pháp cú kinh số 107. Yo cha wat sa sa tang chan tu ak
gim bariche ak gim barichare wane e kan chapa vitatta nang muhut tapa muhut tamapi po chaye sa ye wa po chana sai yo yan che wa sasatang hutang. Vô là trường âm thông thường, chá, đoạn âm, wat, trường âm nhấn, xá, xá, hai đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm, chan, trường âm nhấn, tú, đoạn âm, ắc, trường âm nhấn, gin, trường âm giọng nguyên âm, bá, rí, chá, ba đoạn âm, rê, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, nê, trường âm thông thường. Đoạn 3, ê, trường âm thông thường, canh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, pha, trường âm thông thường, quý, đoạn âm, tát, trường âm nhấn, ta, trường âm thông thường, năng, trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 4, mú, đoạn âm, hút, trường âm nhấn, tá, má, pí, ba đoạn âm, bu, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, dê, trường âm thông thường. Đoạn 5, sa, dê, hai trường âm thông thường, quá, đoạn âm, bu, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, na, trường âm thông thường, say, trường âm nhấn, vô, trường âm thông thường. Đoạn 6, danh, trường âm nhấn, chê, trường âm thông thường, was, trường âm nhấn, xá, xá, hai đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm, hú, đoạn âm, tăng, trường âm giọng nguyên âm. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin ba ri cha de wa ne e kan cha pha wi tat ta nang mu hu ta pa bi bu cha ye sa ye wa bu cha na say yo yan che wa sa sa tang hu tang. Bây giờ tôi xin kể. Yo cha wa sa sa tăng chan tu ak gim ba ri che wa ne e kan cha pa wi tat ta nang mu ta ma pi pu cha ye sa we sa ye wa pu cha na sa yo yan che wa sa sa tang hu tang yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin ba ri cha re wa ne e kan cha pa wi ta ta nang mu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tang hu tang. Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, đại diện đã phân tích. Nếu có sai, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Và bây giờ, đại diện thấy tín hiệu của Quang Thanh. Dạ, kính mời Quang Thanh.
Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ đại đức tại đức. Là con kính đảnh lễ quý sư hiện diện tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Ủa sao máy làm sao nó? Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào. Con kính lễ cô tu nữ và kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Dạ, đạo tràng có nghe thấy được âm thanh của con không ạ? À? Alo, alo. À? Dạ vâng, con cảm ơn cô Thiên Vũ, Thiện Vũ, con Nhật Quỳnh. À. Dạ, con xin đọc bài pháp cú một trải. Rô cha quát sa sa tăng chàn tu ác gình ba rí cha rê qua nề. Ê cảnh cha phà quy tát tà năng mu hút tầm ma bi bù nề. Sa rê qua bù cha na xây rô rành chê quát sa sa tăng hu tăng. Dạ con xin phân tích ạ. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, quát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, hắc trường âm nhấn, ginh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá rí chá là ba đoạn âm, rê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Rô cha quát sa sa tăng chan chan tu ác kinh ba rì cha rê qua nề. Ê là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mú là đoạn âm, hút là trường âm nhấn, tá, má, bí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Ê canh cha phà quá tát tà nằng mu hút tát má bí bù cha rê. Sa rê là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xây là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, quát là trường âm nhấn, xá xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hú là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa rê qua bù cha na say rô rành chê qua thu tăng. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tự tế. Dạ con xin kệ ạ. Rô cha quát sa sa tăng chẳng tu a kinh ba ri cha e hoa nê. E canh cha pha quỷ tát ta năng mù hút tâm ma bì bu cha rê. Sa rê qua bu cha nê a say yô ranh chê quát sa tăng hu tăng. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có phân tích xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Quang Thanh. Nam Mô Bích Tha Giá, và một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Nhục Bình kính lễ. Quý bà, quý cô tu nữ Nhục Bình kính chào đạo tràng. Cảm ơn Quang Thanh cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, đại đức có trước máy không bạch sư?
Sư có trở lại đạo tràng chưa? Vậy là không có tín hiệu của sư rồi. Ô, mến chào Xích Hà vừa vào đạo tràng. Hà ơi, có ôn bài được không? Ngài Tri Đức chưa xuất hiện có nghĩa là còn giờ. Xích Hà có nghe được âm thanh Nhật Quyền không? Không phải không? Rồi, vậy thôi chắc con phải cung thỉnh Ngài thôi. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, kính bạch Ngài Tri Đức, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con cung thỉnh Ngài trở lại mái. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Và Nhật Quỳnh thấy có Như Quang trong đạo tràng, nhờ Như Quang Phật Thư dẫn ngang. Dạ, một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Đồng hồ con là 4 giờ 55 phút rồi, tức là 5 giờ 55 rồi, là gần 6 giờ rồi, còn 4 phút nữa thôi, là 6 giờ. Dạ, một lần nữa, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ, Ngài cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến Ngài, bạch Ngài. Con không còn thấy bàn tay vị nào nữa. Hà thì mới vào, không trả bài rồi. Huynh Đạo Huynh thì thấy rớt mít nữa rồi. Đại Đức, Đại Đức thì không có trước mái. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. À, không xuất hiện, chắc con quăng mít quá. Dạ, rồi con kính nhân mít đến Ngài. À, đô. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hồi nào cũng hù hết á. Quăng mít, bể mít rồi sao rồi sinh hoạt hả? Thì tự làm gì mà. À, mới nói chuyện với Thượng Tọa Trần Niệm ở Mỹ qua đám tang của Ngài Tiến Đức, mà cũng có những cái chuyện mà vui buồn ha, chia sẻ với nhau. Thôi, quý vị có quan hỷ ha. Thì cũng có nhắn với Thượng Tọa Thân Niệm sẽ qua bên thỉnh một ít xương cốt của Ngài Tịnh Đức đem về nhập tháp ở đây. Ở tại chùa này chỉ có làm một cái tháp cho Ngài, và coi như là có tháp mà có xương cốt của Ngài thì tự nhiên thấy nó có vẻ ấm ấm cúng hơn. À, thấy giống như Ngài gần gũi. À, cái room này sinh hoạt được là do Ngài, do cô Quản Liên Maha Paduma. Ngài là vị cố vấn tinh thần cho cái room Phật giáo Nam Truyền. Mà chúng ta sinh hoạt ở đây thì chúng ta phải tri ân Ngài. À, Ngài là một vị sư huynh, nhưng mà chúng ta coi giống như một vị thầy. Cho nên Ngài nằm xuống thì coi như có hình ảnh, có tháp để chúng ta nhang khói và tri ân, tưởng niệm. Đó là việc làm của chúng tôi. Nếu quý vị hoan hỷ thì tốt, còn không hoan hỷ thì coi như cũng không sao. Thôi bây giờ chúng ta học câu Phật ngôn này ha. À, Huynh Giang Nhật Hà làm gì dễ hù ha. À, hôm nay từ vựng câu này rất là gọn. À, chỉ khác nhau có một câu một từ, một câu một từ. À, một câu đó chính là Akin Parichare Wane. Akin Parichare Wane, đó là một câu. Và một từ đó là từ Chantu. Hay là một từ một câu, một từ đó là chan tu, câu đầu tiên. À, cuối của câu đầu tiên. Rồi câu số 2, ác gin paricha re wa ne, đây là câu số 2. Bởi vì 106 giống hoàn toàn, chỉ có khác một từ chan tu và ác gin paricha re wa ne. Rồi, sao cô tôi nữ tệ duyên không bỏ hôm nay khoe cái gì đó mà đưa quá trăm lên nữa, không biết nữa, chán cho bà này quá.
Câu 107 ha. Thì bây giờ những cái chỗ mà khác nhau đó, chúng ta có thể đi vào riêng lẻ hay là ôn lại cái câu 106. Vô cho quá sa sa tăng thành tu ác duyên bá ri cha đề quá nề. Chữ vô là người nào, cha là và, quá sa sa tăng, quá sa là năm, và sa tăng là 100. Quá sa sa tăng tức là 100 năm. Rồi chữ thanh tú là người đàn ông hay là nam nhân. Thanh tú là người đàn ông hay là nam nhân. Và gì? Và người đàn ông 100 năm. 100 năm làm cái gì? Câu số 2, ắc kinh bà ri cha rê quá nề. Chữ ắc kinh do từ ắc ghi. Ắc ghi là một danh từ nam tính. Ý cơ răng tác phung linh ra. Và chữ ắc ghi này được chia theo đối cách số ý đối vị giá quỳ phá tí e cao quá trình á. Cho nên ắc ghi biến thành ắc kinh. Ắc kinh là ngọn lửa. Rồi, từ thứ hai, pari chạc rê. Pari, đây là một tiếp đầu ngữ. Và chữ chạc rê. Chạc rê do cái từ charity. Một cái từ có nghĩa là đi bộ, lang thang, hay là sống, hay là charana. Charity, ha. Thì ở đây, chạc rê ở đây. Nó là một động từ số ít. Parichare có thể hầu cận, có thể gần gũi, có thể thờ cúng. Parichare có thể hầu cận, có thể gần gũi, có thể thờ cúng. Thờ cúng với cái gì? Thờ cúng ở đâu? Chữ quát nê. Quát nê do cái từ quát na. Quana đó là một danh từ trung tính. Akran Tanok Bung Sakalinga. Và chữ Quana ở đây được chia theo định sở cách. Định sở cách có nghĩa là Satami Vipati Ekawachana. Cho nên Quana biến thành Quane. Quane là trong rừng. Quana là rừng. Và Quane là trong rừng. Vậy thì câu 1, câu 2. Vô cháu quá sá sá tăng chanh tu ác viên ta rí chạc rê quá nề. Câu 1, câu 2. Và người có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm. Vô cháu quá sá sá tăng chanh tu ác viên ta rí chạc rê quá nề. Và người có thể hầu cận hay là và người có thể thờ cúng ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn ngày hôm nay. Cái điểm chính là chỗ đó. Và hai câu sau, e canh chấp hà quy ta ta nàng mô hô tâm a bị phù chát về. Câu 3, câu 4 nó giống như 106. Và người có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Cô bà của cô nha. E canh giáp hào quý ta tà nàng mô hô tâm a bi phù chá dê. Và người có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Đó là cô bà. Cầu bồn nó giống như 106. Và câu 5, câu 6.
sa ye wa pu cha na sa yo yan je wa sa sa tang hu tang sa ye wa pu cha na sa yo yan je wa sa sa tang hu tang chính cái việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. À, câu 5 câu 6. Câu 5 câu 6 này là một cái sự thắc mắc của Huynh Đạo Huynh. Tại sao một bài thơ 4 từ à 4 câu thôi nhưng mà đây tới 6 câu. Bởi vì hai câu sau này á nó nhấn mạnh, nó kết thúc chính cái việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. À, câu 5 câu 6 à, kết luận á. À, câu 5 câu 6, sa ye wa pu cha na sa yo yan je wa sa sa tang hu tang. Chính cái việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. Và câu Phật ngôn 107 cho chúng ta ý nghĩa. Và người có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm. Và người có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến một cái vị có bản thân đã được tu tập. Chính cái việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. Ý nghĩa câu Phật ngôn này là nhiều vậy. Và người có thể hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm. Và người có thể lễ bái dù chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Chính cái việc lễ bái ấy là tốt hơn vật tế lễ cả trăm năm. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: trăm năm đốt lửa rừng thiền, khấn cầu tế tự triền miên đêm ngày, chẳng bằng chỉ một phút giây cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn. Trăm năm đốt lửa rừng thiền, khấn cầu tế tự triền miên đêm ngày, chẳng bằng chỉ một phút giây cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cũng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Rồi, như vậy thì cái tự vận chúng ta thấy chỉ khác biệt chút đỉnh thôi. Và ở đây nhấn mạnh cái điểm gì? Bây giờ chúng ta hãy nghe duyên sự ha. Câu Phật ngôn 107. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Câu Phật ngôn 107. À, duyên sự ám chỉ đến cháu của ngài Sariputta và có chuyện phát xuất tại quê lúc Quan A, tức là chùa tại chùa Thúc Lâm. Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn 107. Câu Phật ngôn 107 và Phật ngôn 106 giống nhau, giống nhau trong một cái bối cảnh. Tức nghĩa là ngài Sariputta đi đến với người cháu của mình, và người cháu của mình thì theo cái đạo thần thờ lửa Bà La Môn, nên là từ khi sinh ra cho đến khi mà nhắm mắt tắt hơi thì ngọn lửa vẫn duy trì, không để cho ngọn lửa đó bị tàn lụi, tức là luôn luôn ngọn lửa vẫn cháy. Thì ở đây
người cháu của ngài Sariputta thờ cúng lửa và thờ cúng về tầng lửa như vậy, nhưng mà cứ đến ngày là tháng nào cũng vậy, anh ta giết một con thú để tế lửa, bởi vì tin rằng khi mà giết con thú lấy cái máu đó đổ vào con lửa thì sẽ được lên cõi Phạm Thiên, giống như thầy cô ta hay bảo vậy. Và tháng nào anh ta cũng giết một con lấy máu để tế thần lửa. Thì một hôm ngài Sa Lợi Phất đến gặp người cháu và hỏi có từng làm việc thiện hay không. Thì người cháu này mới nói rằng dạ có. Rồi ngài hỏi việc thiện của ngươi làm như thế nào. Thì người cháu mới trả lời rằng mỗi tháng con giết một con thú lấy máu tế thần lửa, và đây là thầy của con bảo con sẽ được lên cái cõi Phạm Thiền. Thì ngài Sariputta mới bảo rằng không phải đâu, muốn lên cõi Phạm Thiền á thì bây giờ hãy đi với ta đi gặp Đức Phật, và Đức Phật sẽ cho ngươi biết con đường đi lên cõi Phạm Thiên như thế nào. Và khi dẫn đến Đức Phật ngài mới nói rằng này Bà La Môn, dù ông thợ lửa 100 năm như thế, công đức cũng chưa bằng cái giá trị kính lễ đệ tử Thinh Văn của Như Lai trong một khoảnh khắc, trong một giây lát. Và Đức Phật ngài đã nói lên câu Phật ngôn 107 rất là ngắn gọn ha. Quý vị thấy câu Phật ngôn 107: Yo chava sasa tang chan tu akin parichare vane ekan japha vitata nam moho tamapipu chaye saye vapu chana sayo yanje was sẽ thần hú tầng. Dù trải qua 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong dây lá cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đức Phật chỉ nói câu Phật ngôn này, và khi mà nói câu Phật ngôn này xong á, là cái ông cháu của Sariputta chứng đắc thân quả Tu Đà Vương. Và do sự này thì chúng ta thấy Pháp chủ cũng mong độ cháu mình sát sanh hàng tháng cúng thần linh, dẫn chàng đến Phật nhờ Phật thuyết chánh pháp cho chàng tránh ác lai. Phật dạy dù con cúng lửa thần trăm năm lo lắng thật chuyên cần, không bằng với đức tin chân chánh cúng bậc Thinh Văn chỉ một lần. Và coi như khi mà cái cháu của ngài Sariputta nghe hết câu Phật ngôn này thì chứng đắc thân quả Tu Đà rồi. Và duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy người cháu của ngài Sa Lợi Phất cũng đã tu tập rất là nhiều, chỉ cần nghe Đức Phật thuyết giảng chỉ một câu Phật ngôn là cơ duyên để chín muồi, và không còn nghi ngờ về thực tiễn của pháp nữa, tức là cháu của ngài sư của ta không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ, tức là từ bỏ tế thần lửa và đã có một cái niềm tin khi thân cận với ngài Sariputta, mặc dù đó là người chú, người bác của mình, nhưng mà được ngài Sariputta hướng dẫn, và cũng nhờ ngài Sariputta hướng dẫn mà đến với Đức Phật. Chỉ nghe là hiểu, là biết và chứng đắc. Thì chúng ta thấy cháu của ngài Sariputta cũng là một người hữu duyên, chứ không phải như
Năm anh chàng mà tới nghe pháp, ông thì ngủ gục, ông thì nhìn trời, ông thì lắc cái cây, ông thì vẽ vẽ con vuông con rắn ở dưới dưới đất, mà chỉ một ông có biết nghe. Năm người tới nghe pháp mà một người nghe, cùng bốn người kia làm cái chuyện riêng của mình, bởi vì họ vô duyên. Còn cháu này Xá Lợi Phất hữu duyên, cho nên được ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn và đến gặp Đức Phật là thành công rồi. Ở đây với câu Phật ngôn này, ý kiến của quý vị như thế nào? Dù trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trong năm tế tự. Quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Alo. Cho em ru vậy nè. Quý vị nên có ý kiến để áp dụng trong cuộc sống. Một việc làm gì chúng ta chấp thủ và cho đó là đúng, và cứ thế mà làm, làm để rồi coi như càng ngày càng đi xuống. Nhưng mà cái việc mình coi như bệ rạc và nó là coi như đi xuống như vậy, thật sự đó là một cái vấn đề mà mình thật tu để rồi được lên với cõi phạm thiền. Và như vậy thì có chắc ăn hay không, cái chánh tín của chúng ta có hay không, chúng ta tin tưởng như vậy rồi sao mà nghe nói vậy bỏ chạy mất tiêu rồi chứ Kim Nhung. Sao vậy? Chúng ta cố chấp với một cái niềm tin mù quáng, và chúng ta nghĩ rằng đó là chánh kiến, đó là chánh tín, và chúng ta cứ thế mà làm để rồi thời kỳ của Đức Phật. Quý vị biết rằng có một cái vị tu sĩ mà không phải là Phật giáo nha, vị tu sĩ đang ngồi thiền và nhìn ra bên ngoài, thấy từ dưới đất dưới đất nơi một con bò nó chết đó, từ cái xương của con bò có những cái đốm sáng nó bay lên, người ta gọi là lăng tinh đó. Gặp khí hậu, gặp thời tiết thế nào mà cái vị tu sĩ này nhìn thấy nơi con bò mà có cái chất lân tinh, cái đốm sáng nó bụt lên như vậy. Và ông không thấy như vậy, đã ông nghĩ rằng con bò này đã được siêu thoát. Cho nên nó trong cái xương của nó mà nó có những cái luồng khói, những cái ánh sáng mà nó xẹt lên trên không như vậy. Và cho rằng con bò này đã siêu thoát, mặc dù nó là loại thú không biết nó tu cái loại gì không biết, nhưng mà con bò này được siêu thoát. Và thế là anh ta tập ăn như bò, tập đi như bò, tập rống như bò, và ta trở thành một cái vị tu mà người ta gọi là ngưu hành giả. Ngưu hành giả tức là tu cái hành con bò, bởi vì thật mắt của anh ta thấy nó cái xương con bò thôi mà chắc lân tinh đó, cái ánh sáng mà nó phát nó bay vụt lên như con là quan hỷ quá. Người ta nói rằng con bò này đã chứng đắc rồi. Một anh chàng khác cũng tu tập, cũng thấy được từ cái xương của con chó nó có những luồng ánh sáng bay lên, và người ta nghĩ rằng con chó này cũng đã ngộ, cũng đã chứng đắc. Và thế là anh ta tu tập theo cái hạnh của con chó, đi như chó, ăn uống cũng như chó, cũng tru lên, cũng rống lên những cái tiếng tru, tiếng sủa giống như con chó. Và thế là người ta đặt anh ta là cẩu hành giả. Mười chín mắt anh ta thấy, chín mắt anh ta thấy
Cho nên ai nói gì kệ người ta, mà mắt người ta thấy là từ cái xương của con chó, từ cái xương của con bò có những luồng ánh sáng mà phát sinh lên, cho nên người ta cho đó là sự thật, và anh ta cho đó là chân lý, và thế là anh ta áp dụng trong cuộc sống. Suốt đời sống của anh ta là tu cái hạnh giống như con bò, tu cái hạnh giống như con chó. Cho đến một hôm gặp Đức Phật, những vị này cũng tự hào mình tu cái hạnh này là cao thượng, mình tu cái hạnh này là chân chánh, mình tu cái hạnh này là số một. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng, nếu mà thường cận ý duyên của ngươi tập theo cái hạnh của con bò, tập theo cái hạnh của con chó, thì một thời gian cũng đi vào cái cảnh giới của con chó, của con bò. Bởi vì con bò, con chó là nó là loại súc sanh, nó ít phước hơn chúng ta. Mà tại sao chúng ta là hạ mình đi làm con bò, con chó, trong khi có hai chân thì đi hai chân đi, không tập đi bốn chân. Và trong khi bốn chân á, thì chó nuôi cả bầy, bò nuôi cả bầy. Như vậy tu để trở thành chó, tu để trở thành con bò, thì như vậy cái sự tiến hóa của con người để làm cái gì? An vui, không muốn muốn khổ, ghi cục vậy. Ở đây do sự chấp thủ, mà cái vấn đề quan trọng là bậc tự tu. Tự tu tức là mình phải thúc liễm thân tâm, mình phải thu thúc lục căn, chứ đâu có đi nổi mà mình phải bắt chước như con chó, con bò, để rồi có những danh từ ngưu hành giả, cẩu hành giả. Mà thường thường á, cái gì mà nó có vẻ em coi như hơi đặc biệt một chút, lập dị một chút, thì người đời họ có vẻ thán phục ha. Ông Chu Chạc Ca đứng một chân ha, co một chân co lên, ngước mặt lên trời, rồi với cái tư thế đó, ông ta đứng một chân mà ngước mặt lên trời thời gian bao lâu? 55 năm. 55 năm đứng trên hòn đá vậy. Nhưng mà khi có người ta thì ông mới đứng, còn không có người ta ông vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sinh hoạt bình thường. Ông này 55 năm trên hình thức đứng một giò, ngước mặt lên trời. Người ta hỏi ngày tu cái hạnh gì mà thấy ngài cứ đứng một chân vậy, thì ông nói tao mà để xuống cái chân thứ hai thì cái quả địa cầu này rung động, sẽ bị sập đất, sẽ bị nghĩa là đảo điên ra thế giới. Còn mà ta ngước mặt lên trời là ta ăn sương hút gió, ta sống qua ngày. Bà con tàm tu thực tử đi tới cục đá là thấy ông đứng như vậy rồi. Ông cũng canh me, thấy con người ta tới là ông đứng, ông co giò lên, ngước mặt lên trời. Cho nên người ta tới gặp thường xuyên như vậy thì cho ông này là một ông thánh, cúng dường đủ thứ vật thực. Nhưng mà ông ta chỉ cần lấy cái ngọn cỏ, ông phích một chút, ông ném rồi ông quăng, ông bỏ. Ông nói, ta ăn sương hút gió, ta không có thể dùng vật thực của các ngươi. Càng từ chối thì người ta càng kính phục. Đây thánh không ăn không uống gì hết mà ăn sương hút gió, mà đứng như vậy ngày nào cũng như ngày nào 55 năm. Trời đất ơi, dữ dội không? Vậy mà người ta tin 55 năm mà hút gió mà sống như vậy. Nhưng mà cái đó có phải là tự tu hay không? Chẳng qua đó là một sự giả dối, đó là một sự lừa gạt, để cho người ta tin tưởng để làm gì? Người ta tin tưởng, người ta coi như cung, người ta coi như tôn ổng là một vị thánh, một vị a la hán. Nhưng mà rồi khi Đức Phật đến thì ngài đã nói rõ cái ác nghiệp của ông ta trong quá khứ,
đã coi thường một vị thánh tăng. Trong khi cái tâm ganh tị của một vị trụ trì đối với một vị khách tăng, mà khách tăng đó là một vị thánh, mới nhục mạ phỉ báng vị thánh tăng là ngươi không nên ăn cơm, nên ăn phẩn tốt hơn, không nên mặc y ở trần ở chuồng tốt hơn, không nên nằm trên giường mà nằm ở dưới đất tốt hơn, không nên cạo đầu bằng dao cạo với thí chủ mà lấy cọng lá thốt nốt cạo đầu tốt hơn. Và cái nhân như thế nào để bị bán vị thánh tăng thì cái quả cũng trả như vậy, vừa sinh ra là nằm dưới đất, không mặc áo mặc quần, ăn thì ăn phẫn, ăn đồ dơ, rồi lấy cọng thốt nốt mà cạo trên đầu cho nó chảy chùa, coi như nó đổ máu đổ mê ra tùm lum, thì cảm thấy thích thú với cái những cái việc làm, nghĩa là mà coi như không giống ai vậy. Trong một gia đình giàu có mà gặp một đứa con như vậy thì nghĩ sao? Mà đứa con này là ác nghiệp của quá khứ cả một vị trụ trì ganh tị nhỏ mọn đối với khách tăng, mà khách tăng đó là một vị thánh để rồi kết quả khi đã đọa vào địa ngục một thời gian dài quả còn dư sót do sự tu tập dư sót lên làm người, mà lên làm người thì coi như cũng bị trả quả luôn ở trần ở chuồng ăn uống thì ăn phẫn dơ rồi nằm ngủ dưới đất rồi cạo đầu thì lấy cái bẻ thốt nốt mà cạo. Và thế là quý vị thấy đã bị trong gia đình giàu có mà bị đứa con như vậy thôi đưa qua bên cái nhóm mà đạo lõa thể cho nó tu, qua đạo lõa thể thì thấy cũng thích nghi, ở trần ở chuồng không mặc áo mặc quần, rồi anh này còn cao hơn bên mấy vị đạo sĩ lõa thể là nằm ngủ dưới đất chứ không thèm nằm trên giường, mà ăn uống thì khỏi cần, coi như là đồ chúng khỏi cần thiện nam tiên nữ cúng dường vậy canh me. Khi mà mấy cái vị tu sĩ mà lõa thể này đi trai tăng ở nhà Phật đàn na tiến thí của mình á, thì anh ta nói là có sẵn vật thực rồi, khó cần đi đâu hết. Rồi ai đi hết, anh ta nói ở nhà giữ chùa. Và khi mà đi hết rồi thì anh mới lẻn vô trong nhà sĩ á, anh xuống dưới đó anh hốt phẫn mà coi như anh vo thành viên vậy, rồi anh ăn một cách thoải mái và nghĩ đó là vật thực, coi như là một kho vậy, có đủ hết, hồi nào muốn ăn là xuống đó. Nhưng mà canh me chứ không may kia biết. Nhưng mà rồi bên kia cũng suy nghĩ tại sao nó có vật thực mà đâu có thấy ai đến cúng dường gì đâu mà nó có vật thực. Rồi đi trai tăng cũng có người ở lại để coi chừng cái thằng này, và khi phát hiện ra anh ta chung xuống dưới hầm phẫn đó rồi ăn phẫn giờ. Rồi thì bên cái nhóm đạo lõa thể này nói trời ơi, trong đạo của mình mà có một người vậy mà nó đồn ra ngoài thì chết luôn, thôi trục xuất ra khỏi đạo của mình. Và khi trục xuất như vậy thì anh ta hết phương, không còn chỗ nương nhờ, anh ta mới đi ra ngoài đồng á, đi lang thang, thấy có một tảng đá lớn. Chính ở ngoài này là một cái khu vực mà phóng huế tự do ha. Thì người ta nói cái gì nhất quận công mới nhì nhì ở ngoài đồng á. Thì chính cái đồng này, tảng đá này là một cái vị trí rất thích hợp cho dân chúng coi thì tới đó mà phóng huế. Và anh này anh đi tới cái chỗ đó, anh thấy đây là một cái vị trí lý tưởng bởi vì người ta tới phóng huế thì cũng có giờ có giấc cho nên khi anh canh me là bây giờ mình phải tạo ra một cái dáng như thế nào để người ta chú ý. Thôi thì đứng coi chừng ha.
trên tảng đá đó, chỗ người ta đi vệ sinh đó, anh ta cũng tìm một chỗ thích nghi cao cao một chút. À, anh quan sát ha, rồi đứng co một giò, miệng thả ra nhìn lên trời và đứng trong tư thế như vậy im ru ha. Thì bà con đi đến coi như vệ sinh sống dành ăn với mấy con giòi, đúng rồi, tại ai biểu coi như là canh tị đối với một bậc thánh rồi phát ngôn bậy bạ, để rồi bây giờ phải trả quả cái gì nữa. Rồi bà con thì lo công việc của mình, lo công việc của mình xong rồi dòm thấy ủa sao ông này cũng cứ đứng cái tư thế vậy, là lăn lọ la hỏi chuyện nữa. Hỏi chuyện thì mới biết cuộc sống này tu cao quá. Mà Ấn Độ thì quý vị biết rằng khổ hạnh, càng khổ hạnh thì người ta càng thán phục và cho đó là thánh. Và 55 năm trời lường gạt người ta như vậy. Thì ở đây nói dài dòng để làm gì? Bậc tự tu là bậc phải chân thật tự kiểm soát lấy chính mình. Trong ba cái hạnh, trí tuệ là một, đức tin là hai, tinh tấn là ba, để hướng đến sự giác ngộ. Phải thu thúc lục căn, phải có tàm khổ quý, chứ không phải như cái anh chàng cà chớn đó lừa gạt thiên hạ. Hoặc là anh chàng này 100 năm nhưng mà thật sự anh này tháng nào cũng giết một con thú lấy máu để tế thần lửa, mà nghĩ rằng sẽ được lên cõi phần tiền, thì đó là những cái điều mà không an toàn. Mà cái điều an toàn là tự mình nhìn lại chính mình ha, mình làm chủ lấy chính mình ha, cái đó mới là quan trọng. Rồi thời gian sinh hoạt cũng hết rồi, hôm nay nhờ quý vị nói giùm, không ai nói gì hết trơn, một mình nói buồn quá, thôi nghỉ không nói nữa ha. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin kết thúc tại đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hồi trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện, xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và tinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na so kỳ vô hô tụ sa phật đà. Do lời chân thật này kinh nhân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng nào.